làm nhiều bởi vì khá là quen. Vâng, nên phải làm nhiều. Ừ. Lâu phết ấy. Quần nó chặt chặt rồi bố. Cho con đi bố. Tâm. Một cái dao rồi. Nhà to thêm tí gì đây? Vâng, to. Cái đấy nó vẫn bé quá. Cái này có cái giấy nó to hơn nhưng mà hay bị dùng. Giấy nó to hơn nữa, cái này là bé. Quay chưa? Dạ. Quay trên trên bàn này. Biết làm thì nhanh, không biết làm đâu á. Vâng. Từ đến giờ 3 phút rồi. Một cái ra. Ok. Tắt lên. Dạ. Hai cái. Sao vậy chú này? Bốn cái rồi. Mấy phút một cái? 2 phút một cái. Thôi quay làm gì, ta đi.